F0 tại nhà nếu bị sốt thì điều trị như thế nào? Một, uống nhiều nước, có thể uống các loại nước như nước lọc, nước trái cây tối thiểu là 2 lít một ngày. 2. Mặc đồ thoáng mát, không nên ủ ấm hoặc quấn chăn mền. 3. Sử dụng thuốc hạ sốt hợp lý. Nếu bạn sốt trên 38 độ, có thể sử dụng các loại thuốc có chứa thành phần là paracetamol để điều trị. 4. Lau mát bằng nước ấm nếu nhiệt độ của bạn lớn hơn 39 độ.